Ơ thế cái khăn hoa sen này giá cao lắm à? Chị chỉ muốn chọn khăn dài thôi. Chị muốn mua 2 set quà cho một cặp vợ chồng người Pháp tầm hơn 40 tuổi làm trong lĩnh vực giáo dục. Em tư vấn cho chị đi. À dạ không biết là chị muốn mua trong ngân sách bao nhiêu tiền ạ? Mỗi set tầm 1 triệu gì đấy. À vâng, người Pháp mà làm trong lĩnh vực giáo dục ấy thì em thấy thường họ ăn mặc rất là thanh lịch. Thế nên là nam thì chị có thể chọn một cái cà vạt lụa tơ tằm như thế này ạ. Còn nữ thì chị có thể chọn cái khăn lụa vuông vẽ hoa sen như thế này thì có hai mức giá là 800.000 hoặc là 990.000 chị ạ. Đối với khăn lụa vuông này thì em sẽ tặng kèm một cái khuy cài ạ. Ơ thế cái khăn hoa sen này giá cao lắm à? Chị chỉ muốn chọn khăn dài thôi. À dạ khăn lụa dài vẽ hoa sen này giá là 1.350.000 chị ạ. Thế cái cà vạt này bao nhiêu em? Dạ cà vạt ở đây cũng có hai mức giá chị ạ. Đối với mẫu trơn hoặc là kẻ thì giá là 690.000, còn những họa tiết còn lại là 95.000 chị ạ. À bên em có chiết khấu theo hóa đơn đấy chị ạ. Nếu mà đơn chị mua từ 2 triệu thì sẽ được giảm thêm 5% ạ. Chị chỉ muốn chọn khăn dài thôi. Em thấy màu nào thì ok? Dạ người ta 40 tuổi thì còn rất là trẻ thì chị có thể chọn những cái màu trẻ trung như là cái màu tím hoặc là màu trắng này ạ. Còn nếu mà người ta thường mặc những trong tối màu hơn ấy thì chị cũng có thể chọn cái màu xanh cổ vịt này thì nó rất là sang chị ạ. Thế lấy cho chị cái màu xanh cổ vịt này đi. À vâng ạ. Thế cái cà vạt này giá 900 mà em. À vâng đúng rồi chị ạ. Chị thấy người ta hay dùng cả cái khăn cài túi áo vét ấy, bên em có không? À dạ khăn cài túi áo vét thì ở phía bên này chị ạ, hoặc là chị có thể chọn cái khăn tay tơ tằm thêu họa tiết đặc trưng của Việt Nam ở phía bên kia ạ. À, thế là chị lấy thêm cái khăn tay đi. À vâng ạ, mời chị sang bên này ạ. À dạ chị có thể chọn những cái họa tiết mang đặc trưng của Việt Nam ở phía trên này đấy chị ạ. Thế cái khăn tay này bao nhiêu tiền em? À dạ cái khăn tay thêu tóc lụa này giá là 325.000 chị ạ. Xếp cho chị cái này chung với cà vạt nhé. À vâng ạ, vậy chị để em một chút để em báo kho xếp rồi mang lại chị xem nhé. À chị ơi, hai set quà của mình xếp xong nó sẽ như thế này đấy ạ. Chị xem đã ưng ý chưa thì em sẽ dán nó lại ạ. Đẹp đấy. Thanh toán cho chị nhá. À vâng ạ.